Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11, Phượng Lão Thái Thái Nộ Thất thân làm thiếp, Minh Chủ Võ Lâm tổ chức đại hội, hai tháng sau bắt đầu tranh đấu. Từ trước đến nay, Phượng Vũ Cửu Thiên ngoài việc giao thiệp buôn bán còn nổi tiếng với việc võ công thâm hậu, thiên hạ khó có người nào địch được. Dù sao thì Phượng Vũ Cửu Tiên ban đầu là võ lâm thế gia, được sáng lập bởi phụ thân của Phượng cô, từng liên tục giữ vững ngôi vị minh chủ võ lâm, chỉ là do vài năm trước thân thể yếu đi không đảm nhiệm nữa. Hiện giờ việc Phượng cô đi tham gia đoạt vị cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng trong việc Phượng cô đi tranh đoạt ngôi vị có hay không nguyên nhân khác thì không ai biết. Tuy nhiên, Phượng lão thái thái một mực phản đối không tán thành việc hắn đi tranh đoạt ngôi vị minh chủ. Lão thái thái nhất quyết một mực phản đối. Ngày hôm đó, Phượng Lão Thái Thái, Phượng Cô, Thủy Nhu, Vãn Thanh bốn ngồi đang dùng bữa chung một nơi. Đây là quy định của Phượng Lão Thái Thái, một tháng ít nhất một lần cả mấy người đều phải tụ họp ăn cơm. Phượng Lão Thái Thái cất lời hỏi, thất nhi, nãi nãi nghe nói con muốn đi tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Phượng Cô có chút kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng nãi nãi đã biết chuyện này. Bất quá hắn cũng không có ý định giấu giếm, dạ, đúng thế. Không được đi, Phượng lão Thái Thái nói, thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, đầy đau thương. Vãn Thanh lấy làm kinh hãi, nàng nhìn tới nhìn lui về phía lão Thái Thái, trong thâm tâm nàng, Phượng lão Thái Thái luôn luôn ung dung, điềm tĩnh, ứng xử không chút vội vã, chưa khi nào nàng thấy Thái Thái có vẻ mặt lo sợ, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng giờ phút này nàng thấy trên mặt Thái Thái có một tia sầu bi, nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Con đã quyết định rồi, Phượng cô ngắn gọn nói mấy chữ kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến việc nãi nãi sẽ ngăn cản hắn nhưng bản thân hắn đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được không được đi phượng lão thái thái nhắc lại lời vừa nói giọng nói có vài phần cứng rắn thái thái không ngờ rằng phượng cô nhất quyết không nghe lời bà khiến cho người thêm phần tức giận lão thái thái nói xong phượng cô không mở miệng chỉ đưa tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng ta thật sự là già rồi ngay cả người cũng không nghe nãi nãi nói a à phượng lão thai thái thở dài ánh mắt nhìn chăm chú vào phượng cô nãi nãi nghe lão thai thái nói thế hắn không thể không lên tiếng liền lộ ra một chút bất đắc dĩ có một số việc xin người để thất nhi tự làm chủ Người nhất định không quên được nàng câu hỏi của lão thai thái chắc chắn như một lời khẳng định không có việc này với nàng không hề có liên quan phượng cô vừa nghe qua sắc mặt liền thay đổi tựa như trời đang nắng có mây đen ùn ùn kéo đến sắc mặt tối lại, rất ít khi thấy hắn có vẻ mặt này. Vãn thanh có chút tò mò, là nữ tử đó sao? Có phải là Nguyệt Nhi? Vì sao Phượng cô vừa nghe thấy đã như bị người khác vạch trần tâm ý hắn ra? Nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ là do tò mò, nàng sẽ không xen lời vào, có một số việc, biết càng ít thì càng có lợi. Vì vậy nàng lặng lặng gắp cơm trong chén đưa lên miệng, cố làm ra vẻ không quan tâm đến sự việc đang xảy ra. Đã lâu như vậy tại sao ngươi vẫn không thể quên cô ta? Nữ nhân như thế có đáng cho ngươi phải hao tâm tốn sức suy nghĩ không? Ta đã nói việc đi tranh đoạt Minh chủ võ lâm và nàng không liên quan gì. Phượng cô đột nhiên quát lớn, thanh âm mang theo lửa giận hừng hực, Vãn Thanh cảm nhận thấy ở phía đối diện, thân thể thủy nhu run lên một cái, nét mặt cũng trở nên khó coi, cả khuôn mặt trắng bệch. Nếu là không liên quan, hà cớ gì ngươi cần phải nổi giận như thế? Phượng lão thái thái thấy hắn nổi giận nhưng cũng không hề có ý định dừng lại, ngược lại thái thái cũng vẫn nổ quát lớn. Nãi nãi, người muốn như thế nào mới phải? Phượng cô hét lên chói tai, bàn tay nắm thành một nắm đấm giận dữ đập lên bàn ầm. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Vãn thanh cảm thấy bất an, nếu giờ này có thể rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này thì thật tốt. Không khí ở đây thật đáng sợ, đừng nói ăn cơm, chỉ cần ngồi ở một góc cũng đã cảm nhận được không khí ngùn ngụt lửa giận này nãi nãi già rồi sống cũng chẳng được bao lâu nữa cái chết lúc nào cũng cận kề ta thấy ngươi cứ mang cái bộ dạng như thế này mãi ngươi nói xem như thế ta có thể yên lòng được sao ngươi hết lần này đến lần khác không nghe nãi nãi nói bản thân ngươi sao lại có thể ngu dốt mù quáng như thế nãi nãi không biết phải nói với ngươi như thế nào cho phải nữ nhân kia rốt cục có điểm gì đáng giá khiến cho ngươi phượng lão thái thái vừa nói tay vừa vịn vào thị tỳ bên cạnh tựa hồ như thân thể không còn chút sức lực nào. Vãn thanh cùng tùy nhu đồng thời đứng lên đỡ lão thái thái, lão thái thái, người có sao không ạ? À? Phượng cô cũng tựa hồ hiểu được bản thân tức giận vô cớ, vì vậy chậm rãi nói, nãi nãi, có một số việc ta cần giải quyết gọn gàng. Về sau sẽ không có những việc như này nữa. Hơn nữa, lần này ta không phải vì nàng mà đi. Phượng Vũ Cửu Thiên là do phụ thân lập ra, dùng võ thành danh, ta đương nhiên muốn kế thừa sự nghiệp đó. Ngươi nói thật chứ? Phượng lão thái thái nghe xong tựa hồ như tâm trạng nhẹ xuống, ánh mắt cũng sáng lên đôi chút. "Là thật." Phượng cô nói, hắn nguyên lai không hoàn toàn vì nàng mà đi tranh đoạt võ Lâm minh chủ, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng trong tâm tư hắn muốn làm cho nàng hối hận, hối hận vì lựa chọn khi xưa. "Vậy là tốt rồi." Phượng lão thái thái nghe xong liền vui vẻ, chậm rãi ngồi xuống. "Thất nhi, ngươi đã nói ra như thế, nãi nãi cũng không ngăn chờ ngươi nữa." bất quá chỉ có điều mong ngươi phải cẩn thận. Lão Thái Thái vừa nói vừa cười, ánh mắt hiện lên một nụ cười hiền hậu. Con xin nghe lời nãi nãi. Lần này con đi, mang Vãn Thanh theo cùng, Thái Thái nói. Phượng cô nhìn về phía nãi nãi, lại nhìn về phía Vãn Thanh, thấy nàng đang cúi mặt, có chút khó hiểu, không nghĩ ngợi gì liền lên tiếng phản đối. Không được, nàng vốn không biết võ công, chuyến đi này gặp rất nhiều gian nan dụng ý của phượng lão thai thai quá rõ ràng không ai không nhìn ra lão thai thai muốn nhân cơ hội hợp tác cho vãn thanh và phượng cô chắc chắn sẽ có cơ hội chỉ cần phượng cô có trái tim con người lẽ nào lại không có khả năng đón nhận nàng vãn thanh cũng mất đi sự tự nhiên yên lặng ngồi ở một phía gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ điều gì không vui mà cũng không phẫn nộ không có bất cứ ý nghĩ gì phảng phất một lời nói gì nhưng không ai nghe rõ Người chỉ bảo vệ một nữ tử mà cũng không được thì làm sao có thể đoạt được ngôi vị minh chủ kia. Phượng lão thai thai thấy hắn tự tuyệt liền nói. Phượng lão thai thai thấy Phượng cô không hề để tâm đến vãn thanh trong lòng vội vàng muốn tạo cơ hội. Nhân dịp này là muốn cả hai có thể gần gũi mà nảy sinh tình cảm. Lão thai thai tin tưởng vào việc thất nhi và vãn thanh lâu ngày ở chung, thất nhi nhất định sẽ sinh tình cảm với nàng. Mưa dầm thấm lâu di gừng càng già càng cay nhờ. Việc này đúng là một việc tốt lành ánh mắt Phượng cô nhìn nãy nãy có chút khó hiểu, nhưng vì sợ ba lại giận dữ mà ảnh hưởng đến sức khỏe một lần nữa nên gật đầu đồng ý. Thủy Nhu thấy sự việc như thế, trong lòng sớm đã oán khí mút trời. Nàng so với thượng quan vãn thanh thua kém điểm gì, nói về diện mạo sao có thể so với nàng, nàng ôn nhu quyến rũ, còn cô ta thì vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm, nhìn kiểu gì cũng không có hứng thú. Tại sao hết lần này qua lần khác Phượng Lão Thái Thái nhất mực yêu thương nàng? Hơn nữa, nàng mới chỉ đến phủ thời gian ngắn vậy mà sao Phượng Cô luôn đến nghe nàng sướng khúc. Bản thân thấy không thua kém gì nàng nhưng trước sự tình này nàng không khỏi có chút lo lắng, sợ như chuyện cũ. Ai còn nhớ ẻm Thủy Nhu này là nha hoàn cũ của Nguyệt Nhi chứ? Nhưng nàng cũng không có khả năng làm được gì, bởi trong Phượng Vũ Cửu Thiên có rất nhiều tai mắt, nhất cử nhất động đều được bẩm báo tới Phượng Cô, mà Phượng Cô ghét nhất đó là việc nữ tử đố kỵ nhau. Cho nên nàng cắn răng chịu đựng, dù có bất mãn thế nào cũng không dám thể hiện ra. Chỉ có thể ôn nhu cười nhạt. chương 12, khởi trình. Thất thân làm thiếp. Mười ngày sau, một đội ngũ trinh tề xếp thành hai hàng uy nghiêm, ở giữa là hai cỗ xe ngựa rộng rãi cao quý. Trong cỗ xe ngựa màu đen là một thân nam ảnh lạnh lùng vô tình nhưng cũng đầy kiên cường. Còn trong cỗ xe màu xanh không khí lại ấm áp rực sáng như mùa xuân vào tháng 3 làm cho lòng người say mê giặt rào nếu ai không biết rõ con tưởng rằng gia tộc nào đó thừa dịp cuối mùa xuân muốn đi ngao du sơn thủy. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy luồng không khí lộ ra bất thường, lạnh lẽo. Bởi vì những gia nhân đi theo hộ vệ đều là những người thân hình khỏe mạnh, vãm vỡ, trên mặt hiện rõ vẻ lãnh đảm, tai nghe bốn phương, mắt xem tám hướng, huyệt ơ thái dương đập mạnh, trong mắt luôn phóng ra tiên nhìn cẩn thận quan sát, xem ra mỗi người đều là võ công cao thù, không phải là gia đình hộ vệ thông thường. Vãn Thanh lúc này đương ngồi trong cỗ xe màu xanh lam, bên cạnh có song nhi theo hầu. Thật sự lại không nghĩ tới Phượng cô lại đồng ý đưa nàng đi theo. Có thể đi ra ngoài phủ Âu cũng là chuyện tốt, nhưng không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải là đi giao thương buôn bán, mà là đại hội tranh võ lâm minh chủ. Trong chốn giang hồ từ xưa tới nay vốn ân ân oán oán phức tạp, ai nấy đều võ nghệ cao cường, chỉ sợ rằng việc muốn tranh chức minh chủ của Phượng cô không dễ. Lại nói sang song nhi, Nàng ngày thường tuy cũng được ra ngoài nhưng chỉ là trong ngõ chợ nhỏ hẹp, lần này được đi hành tàu giang hồ đối với một tiểu cô nương này là một việc hết sức hưng phấn. Nhìn đến Vãn Thanh, thấy nàng dáng điệu thập phần an tĩnh, một mực ngồi yên đọc sách giết thời gian. Không phải là nàng không thích ra ngoài du ngoạn, bất quá, chỉ là theo cách này nàng tuyệt đối không thích. Song Enenhi thấy tiểu thư chăm chú đọc sách vì vậy nàng khẽ nói: "Tiêu thư, người thật lạ a." À sách này thì có gì mà làm tiểu thư chú tâm thế, song nhi cảm thấy ngươi rất lạ nhé. Bình sinh tiểu thư rất thích ra ngoài mà, lần này được ra ngoài thật tốt ha, người không nên bỏ lỡ cơ hội lần này, phải tranh thủ tạn hưởng không khí thoải mái này, nếu không chỉ sợ không biết bao giờ mới có dịp được ra khỏi phủ. Vãn thanh nghe nàng nói liền cười một tiếng, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc, đó là bài thơ của Tống Trân Tông, trong đó có câu phú đa bất dụng mãi lương điền thư trung tự hữu thiên trung túc an cư bất khả giá cao đường thư trung tự hữu hoàng kim ốc thu thê mặc hận vô lương môi thư trung tự hữu nhan như ngọc hai câu của vãn thanh ý khuyên khích người ta chăm đọc sách trong sách có nhà vàng có mỹ nhân đẹp như ngọc dấu lớn cún phần chú giải này là của nhi tỷ đấy he he tỷ tỷ thông minh xinh đẹp nếu không có người đoạn này chắc ta mũ mũ Tiểu thư, ngay cả là trong sách có nhà vàng thật hay là có cả mỹ nhân như ngọc đi nữa cũng đều không dùng được, căn bản là không thể so sánh được với bên ngoài." Song Nhi liền đối đáp lại Vãn Thanh, Song Nhi biết tâm tình tiểu thư không tốt nên vì thế càng không được suy nghĩ nhiều, càng khiến cho tâm thêm đau thôi. Nàng giống như một bà quản gia liền một hơi nói triết lý khuyên Vãn Thanh. Nghe Song Nhi nói Vãn Thanh không khỏi nhịn cười liền than, cái gì gọi là khiến cho tâm thêm đau? Có thật là như thế không? ngươi không phải sớm biết rằng ta vốn yêu thích đọc sách hay sao chỉ là do trong lòng có chút cảm xúc thôi không có suy nghĩ gì cả cuối cùng tiểu thư cũng cười rồi tiểu thư có biết từ lúc người lên xe chưa hề cười lấy một tiếng song nhi vui vẻ nói vãn thanh sờ mặt mình một cái nàng thật sự từ lúc lên xe ngựa tới giờ không hề cười sao xem ra bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi vì vậy nhợt nhạt cười một tiếng hình như là đã như thế thật chính xác song nhi khẳng định đương nói chuyện dâm loan chợt thấy xe ngựa dừng lại một gia nhân tới nhấc màn tre cung kính nói nhị phu nhân trời đã tôi gia đã hạ lệnh dừng chân qua đêm ở đây đây chắc là hộ vệ tổng quan của phượng cô một người không đơn giản vãn thanh gật đầu với hắn đa tà tổng quản nhị phu nhân khách khí thì người xuống xe nghỉ ngơi song nhi khẽ dìu vãn thanh xuống xe chưa kịp nắm lấy tay xong nhi thì trước mặt vãn thanh đã có hai hộ vệ bắt tay nhau tạo thành bậc thang cho nàng xuống nàng xem chừng không biết phải thế nào cho phải tuy rằng xe ngựa này so với xe bình thường có phần cao hơn một ít nhưng cũng không đến mức phải dẫm chân lên người gia nhân để bước xuống nhìn qua bên trái rồi bên phải nàng không biết phải làm cách nào trước tới giờ cơ bản chưa bao giờ gặp phải chuyện này hốt nhiên cảm giác thập phần không an tâm chẳng lẽ lại nhắm mắt theo lời của hộ vệ dẫm lên cánh tay hai người kia mà bước xuống xe. Thoáng thấy ánh mắt cả mọi hộ vệ cùng ánh mắt lơ đãng của Phượng cô hướng về phía nàng. Liền sau đó, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Thấy ánh mắt đó, vãn thanh khẽ dùng mình một cái, cắn răng quay người sang bên kia xe lấy sức nhảy xuống. Nàng khẽ nhìn qua phía hắn thăm dò tâm ý, nàng biết được rằng từ lúc nàng lên xe hắn đã cố tình gây cho nàng phiền phức. Nàng biết, nàng được hắn đưa đi cũng chẳng qua là bị trói buộc mà thôi kỳ thật hắn không hề muốn như thế nếu không có phượng lão thái thái tức giận ép buộc thì nàng cũng không hề muốn đi theo hắn may là khi nhảy xuống nàng cũng cẩn thận nên bản thân cũng không hề hấn gì nếu không nàng sẽ rất hối hận vì hành động đó chậm rãi nàng hướng về phía khách điếm thị trấn này nhỏ thoạt nhìn cũng không quá phồn hoa nhưng khách điếm này lại khá sang trọng có vẻ thanh nhã tuyệt đối không thua gì đại thành lý khách điếm hơn nữa, ở đây có vẻ sầm uất, đông người chật chội Nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra một chỗ trống để ngồi. Xem ra, muốn tìm một chỗ nghỉ ở nơi này rất khó khăn. Tổng quan thầm nghĩ, trước giờ ra luôn có thói quen nghỉ một mình một chỗ, nay lại có nhị phu nhân nhưng do khách điếm quá đông không còn chỗ nên hắn dối trí không biết xử trí thế nào. Đành hướng ánh mắt qua ra. Vãn thanh cũng hướng ánh mắt về phía phượng cô hy vọng hắn có thể mời nàng ngồi chung một chỗ nhưng Phượng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, không hề nói một lời nào, cũng không thèm liếc nhìn lại, tiếp tục ăn uống. Đang lúc này, một nam nhân thân bạch y lên tiếng, vị cô nương, nếu không ngại, mời cô nương ngồi cùng bàn với tại hạ. Thành âm ấm, ấm áp nhu hòa vang lên, ngược lại với sự lạnh lùng cao ngạo của Phượng cô. Vãn thành hướng mắt nhìn nam nhân này, một thân bạch y, phát a hào quang, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh nắng chiều, ánh mắt mê ly đa tả công tử vãn thanh vừa cười nói cảm ơn thì đã bị một tiếng quát vang lên làm cho tâm nhất thời hoảng sợ không được qua thanh âm vang lên mang theo sự giận dữ cực độ vãn thanh quay đầu nhìn về phía phượng cô thấy khuôn mặt hắn có vẻ phẫn nộ nhưng không lý giải được tại sao hắn lại có hành động như thế ăn giấm chứ sao nữa không có lý nào hắn ghen không thể nào hắn sao có thể là do ghen chứ nhưng nhìn ánh mắt hung hăng của hắn phóng tới nam tử ôn nhu kia sự phẫn nộ vô cùng khiến nàng cam thấy sợ hãi, hoảng loạn. Nam tử ôn nhu kia cười một tiếng, đứng dậy tiến về phía phượng cô đang lửa giận bừng bừng chẳng những không chút tức giận mà còn nở một nụ cười sáng lán, đã lâu không gặp, phượng trang chủ. Không nghĩ lại gặp được mộ dung minh chủ tại nơi này, xem ra thật may mắn. Phượng cô vừa lửa giận đùng đùng thoát cái đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhếch miệng một nụ cười âm tà, khiến cho người xung quanh sợ hãi. chương 13, Mộ Dung Kiềm Thất thân làm thiếp Không ai có thể nghĩ tới nam nhân ôn hòa như Ngọc kia lại có thể là minh chủ võ lâm Mộ Dung Kiềm. Nghĩ đến khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Của thật bốn chữ, tuổi trẻ tài cao để nói về phù ẩm cô không hoa, hắn còn trẻ mà đã có sự nghiệp như thế. Nhưng mộ dung kiềm càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn. Hắn thập phần đột phá. Lúc này một thân bạch y, vẻ mặt ôn nhuận làm cho người ta có cảm giác hắn vô cùng nho nhã, lại có phần khí chất của người trong giang hồ, khi ên cho người ta bội phần khâm phục. Quả thật đúng như câu, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt. Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của vãn thanh, mộ dung kiềm liền quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu cười một tiếng, vị tiểu thư này có phải chăng là tài nữ vân quốc thượng quan vãn thanh? Mặc dù hắn mặt mũi cũng khôi ngô, tiếng nói ôn nhu nhưng không hiểu sao vãn thanh lại có cảm giác loại người này rất nham hiểm, không hề đơn giản. Nhưng không biết nói rõ loại người này như thế nào. Mộ dung công tử quá khen rồi, nàng khiêm nhường đối lại hắn, liền sau không nói thêm một lời nào nữa. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được ánh mắt căm phẫn của phượng cô dành cho mộ dung kiềm, có điều nàng không hiểu được nguyên nhân vì sao. Kiềm công tử nói đúng, tiểu thư đây chính là thượng quan vãn thanh nổi danh vân quốc, không ai không biết danh tiếng của nàng. Mộ dung minh chủ, chúng ta muốn ăn. Phượng cô cũng không cho vãn thanh cơ hội mở miệng, ngay lập tức ngắt đoạn dối thoại giữa hai người bọn họ, hơn nữa cũng không khách khí nói lời đuổi mộ dung đi. Vãn thanh có điểm không đồng ý với cách cư xử của Phượng cô, nàng vốn dĩ đã không định nói gì cùng mộ dung, không hiểu sao Phượng cô lại có thể nói ra lời như thế. Tại Hà cũng không quấy dày hai người dùng bữa, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hàn huyên. Mộ dung kiềm nói, sau đó lại không quên tái thêm một câu, à, ta nghe nói lần này có phải Phượng Trang chủ cũng đi tham gia tranh đấu võ lâm minh chủ phải không? Phượng cô không đáp lời hắn, chỉ liếc mắt nhìn qua. Mộ dung kiềm tựa hồ cũng không chờ Phượng cô trả lời, hắn tiếp tục nói, nếu không ngại, mời hai vị ghé qua mộ dung Sơn Trang, Nguyệt Nhi vẫn luôn mong nhớ Phượng Trang chủ. Nghe thấy hai chữ Nguyệt Nhi, vãn thanh kinh ngạc liền ngừng đầu lên. Thoáng nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của mộ dung kiềm, hình như hắn đang cố ý nói thêm gì nguyệt nhi vẫn luôn nhớ mong phượng trang chủ liệu có phải là nguyệt nhi mà phượng cô thương nhớ không chắc hẳn là như thế nếu không tại sao phượng cô trông thấy mộ dung kiềm lại phẫn hận đến thế nguyệt nhi vì sao lại quên phượng cô đi tìm người khác như thế phải chăng vì mấy năm trước thân thế phượng cô không sánh bằng mộ dung kiềm dù sao thì hắn tuổi trẻ mà đã làm được minh chủ võ lâm đủ thấy hắn võ công tâm trí thâm hậu thế nào lại có phong thái thế này quả nhiên khiến nữ tử mê muội Ánh mắt Phượng Cô Tà Mị nhìn Mộ Dung Kiềm không hề chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ âm thầm bình thản nhưng ngón tay đã siết chặt thành nắm đấm. Nhìn tình hình trước mắt, Vãn Thanh than thầm trong lòng, nàng hận Phượng Cô nhưng khi nhìn thấy hắn như thế bản thân lại không đành lòng. "Tướng công hãy mau ngồi xuống ăn cơm đi, nhanh ăn để tranh thủ ngủ một chút giữ gìn sức khỏe, còn việc có hay không đi tới Mộ Dung Sơn Trang để sau hãy nói. Hơn nữa Mộ Dung công tử cũng chưa chắc thật tâm muốn mời chúng ta đi, nếu là Tướng công" tướng công muốn tới nhà một nam nhân thăm thê tử của người ta sao? Nàng nở nụ cười ôn tiện, âm thanh đều đều, vạch trần tâm tư hai nam nhân trước mặt. Thượng quan tiểu thư nói những lời này phải chăng có phần coi thường tại hạ. Mộ dung kiềm không ngờ rằng vãn thanh sẽ nói ra những lời này, hắn có chút trột dạ. Mộ dung công tử nói đùa hay thật, nam nhân không phải cùng một dạng sao. Mộ dung công tử thật lòng muốn nam nhân mà thê tử luôn tưởng nhớ tới nhà làm khách. Vãn thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng mà lợi hại ai bảo hắn nói nguyệt nhi nhớ phượng cô thượng quan tiểu thư miệng lưỡi thật lợi hại mộ dung kiềm cười phá lên một tiếng không thèm để ý tới mọi người xung quanh vãn thanh không có ý trả lời phượng cô nhìn qua nàng một cái sau gió quay sang mộ dung kiềm nói là nữ nhân của phượng cô ta có điều gì không vừa ý sao nói xong liền ôm lấy vãn thanh vào lòng thể hiện ôn nhu thân mật với nàng vãn thanh nhìn thấy trên khuôn mắt hắn ánh mắt khiêu khích không nhịn được bất giác bật cười. Không thể nghĩ tới nam từ luôn lãnh ngạo này lại có lúc diễn một màn hài kịch như thế. Mộ dung kiềm tự hồ cảm giác được sự việc tiến triển không hay liền vội cáo từ rồi sau đó xoay người bước thẳng. Hắn vừa quay đi, vãn thanh vội vã gạt tay phượng cô đứng ra, chẳng quá là hắn đang diễn kịch nhưng thân nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng thấy thật bi ai, dù sao đi, đây cũng là phu quân nàng, chẳng qua là vì muốn đối lại với nam nhân kia mới ôm nàng, nhưng lại thân mật đến thế. Phượng cô như đọc được tâm tình của nàng, hắn cũng không hiểu sao lại ôm nàng, trong lòng dâng lên một nỗi phức tạp, đây là thứ cảm xúc gì vậy? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 14, Hương Khí. Thất thân làm thiếp, may mắn là khách điếm này lúc ăn cơm đông người, bàn ghế chật nêm nhưng khi xong bữa thì mọi người đều ra đi phần đông nên vãn thanh có thể ngủ một mình một gian phòng mà không cần chia phòng với Phượng cô, mặc dù trong lòng nàng hiểu rằng nàng dù gì sớm đã là người của hắn. Nhưng cả hai lần kia, hai lần ấy ấy, đều là do hắn ép nàng, nàng vốn không coi ra gì, không muốn nhớ, tuyệt đối không muốn ở chung phòng với hắn, dễ gây mất tự nhiên. Nàng vội vã rửa mặt rồi cho Song Nhi lui xuống nghỉ ngơi trước. Dù sao Song Nhi cả ngày đã lăn lộn vất vả, nếu không nghỉ ngơi tốt thì thức ăn sẽ không tiêu, thân thể mệt mỏi. Một mình đi về phía cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa, mùi đào liền ngào ngạt bay vào, hương thơm có chút xa lạ, mềm mại thanh tịnh đẹp đẽ mà vô cùng mềm mại, cho người ta cảm giác vô cùng sảng khoái. Vãn thanh lúc ấy cũng không để ý, tưởng là mùi trên người những khách nghỉ lại khách điếm, bởi sau một lúc không còn người thấy nữa. Kiến trúc của khách điếm rất đẹp, gian phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra hậu viện, hậu viện lại trồng đào, thời gian này, trùng hợp có thể ngửi được mùi đào. Dựa vào cửa sổ, nhìn một quả đào non xanh tự nhiên cảm thấy thập phần thân thiết trước kia lúc còn tại thượng quan gia hậu viện của nàng cũng trồng mấy cây đào tháng tư hàng năm đào chín nàng cùng song nghi cùng nhau hái quả chế biến làm món mứt đào chua đào tự trồng không thể so với đào mua ngoài chợ đào tự trồng rất chua cực kỳ chua có cả nhựa nhớ năm đầu tiên nàng trồng đào lúc ăn quả nàng còn sợ đến giờ cảm giác chua lúc đấy khiến cho lưỡi nàng mất cảm giác suốt một ngày sau đó mama phụ trách cây trái nhìn thấy liền dạy nàng cách làm món mứt đào chua thật ra cũng đơn giản sau khi rửa quả dùng vài thô làm dụng hết lông sau đó đem phơi nắng sau khi lớp ngoài khô hết nước đem muối cùng cam thảo cho vào nén qua hai tháng có thể lấy ra ăn mùi vị rất ngon có tác dụng kích thích tiêu hóa đoạn này cô ảnh hưởng nội dung nếu chém ẩu tha lỗi cho ta chỉ sợ năm nay chẳng còn ai để ý đến nó nữa đột nhiên từng cơn gió nhẹ thổi qua vườn đào, mang theo tiếng tiêu thanh thúy, có chút sương dương tự đắc, nghe cũng biết là nam nhân thổi, có sự dũng cảm, khí thế ngất trời, còn cả hùng tâm tráng trí, vào một đêm mùa xuân, làm cho người ta nghe xong trong lòng phấn chấn, tựa hồ bản thân cũng có chút hùng tâm tráng trí. Bỗng nhiên giai điệu truyền, uyển chuyển mà nhẫn nhụi, nhu tình ngàn vạn, giống như nữ tử đi bộ ven sông, liễu rủ trước mắt, giai nhân đối diện, vô cùng động lòng, cảnh liễu đu đưa trong gió, lóng ánh trăng lóng lánh như tráng bạc trên mặt nước đẹp mê người vãn thanh nghe được như si như túy đột nhiên muốn hợp tấu nếu bên cạnh có một cây đàn nhất định đã cầm tiêu hợp tấu nàng thật muốn đi tìm người thổi tiêu nhưng đứng lên mới thấy không ổn nửa đêm ra ngoài còn gì là người phụ nữ đoan hạnh nàng nghĩ tới bản thân mình thật ra trong mắt thiên hạ nàng đã không còn được coi là trong sạch chẳng lẽ lại thêm một lần làm trò cười cho thế nhân bất quá lần này cùng Phượng cô tham gia võ lâm đại hội, sau này tất là còn nhiều sóng gió, không cần tự mình đâm đầu vào phiền phức nhanh thế. Bỏ đi ý đó chính là hay nhất. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lưu luyến bóng người ngoài cửa sổ, trong bóng đêm gió thổi xào xạc. Thấp thoáng nhân anh một ai đó. Tiếng tiêu lúc này cũng đã dừng. Vãn thanh chờ đợi, một hồi lâu cũng không thấy người hay tiếng tiêu nữa, trong lòng tiếc nuối, tay liền khép cửa chuẩn bị đi ngủ khi hai cánh cửa chuẩn bị khép lại thì trong rừng chợt rội lại những tiếng đánh nhau. Vãn thanh cả kinh, không biết là có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa chạy ra ngoài tìm hiểu, thấy ngoài cửa là bốn tị vệ canh cửa, trong bóng đêm xuất hiện những hắc nhân y này thực sự làm nàng hoảng sợ. Các người là ai, tại sao lại ở đây? Nàng cất lời hỏi, hỏi xong lại thầm trách mình sao lại hỏi điều ngu ngốc như thế, những người này chắc là được cử để bảo vệ cho nàng, không thì còn có việc gì. Nhị phu nhân, chúng thuộc hạ bảo vệ người. Một tên thị vệ lên tiếng, âm thanh cứng nhắc, không mang một chút thân thiện. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, không lên tiếng. Bản thân thật kém cỏi, bốn thị vệ đứng trước cửa, nàng một chút cũng không hay biết gì. Nếu nàng biết trên nóc nhà có bốn tên đầu trộm đuôi cướp chữ danh thiên hạ, rình mò lúc nàng đang ngủ, chắc còn kinh ngạc hơn nhiều. Mặc dù Phượng cô không thích nàng nhưng cũng không muốn nàng gặp phải phiền phức nên trước hết đưa người đến bảo vệ nàng tránh khỏi phát sinh chuyện. Chỉ là nàng không từng nghĩ, nhưng người này võ nghệ cao cường há lại không biết vừa rồi có chuyện gì náo động xảy ra sao? Trong rừng xảy ra chuyện gì thế? nàng hỏi. Tên thị vệ vừa rồi trả lời nàng liền lắc đầu. Ta nghĩ cần phải đi xem có chuyện gì không. Nhị phu nhân, gia phân phó, chúng thuộc hạ phải đảm bảo an toàn cho người. Đêm hôm khuya khoắt thế này là lúc có nhiều chuyện tai ương xảy ra. Nếu người muốn đi xem có việc gì, xin chờ thuộc hạ lĩnh ý ra hắn nói rất ngắn gọn nhưng cũng biểu lộ được hàm ý rằng nếu nàng muốn ra ngoài trừ khi được phượng cô cho phép bằng không thì không thể vậy ngươi giúp ta đi xem một chút vãn thanh biết là nếu đi xin chỉ thị của phượng cô chỉ sợ là hắn không chịu vì vậy tốt nhất là nên nhờ mấy tên thuộc hạ này nàng chỉ lo lắng cho người thổi tiêu sợ có việc gì không hay với người đó tựa hồ trong chốc lát nàng có cảm giác đồng cảm với người kia có đôi khi có những người có thể vì chung sở thích mà cảm thấy như quen biết đã lâu. Như lần này, nàng có thể nghe được tâm trạng của người thổi trong tiếng tiêu, có chút đồng cảm. Thuộc hạ tuân mệnh, tên thị vệ nhận lệnh, lắc mình một cái đã phi thân biến mất. Vãn thanh đứng ở cửa một mực chờ, trước mắt chỉ còn lại mấy thị vệ. Không lâu sau, tên thị vệ kia trở về, đồng thời tiếng đánh nhau trong rừng cũng ngừng. Hắn thi lễ với nàng rồi thưa, bẩm nhị phu nhân khi tại hạ đi vào rừng không thấy bóng bất kỳ người nào. Vãn thanh lơ đã gật đầu không hỏi hắn xem có thấy gì lại không. Bất quá nếu là có người chết cũng phải thấy xác. Mà, nếu có chuyện gì đi chăng nữa thì xem ra tên tị vệ này cũng không muốn nói rõ, vì vậy việc nàng hỏi cũng chi vô ích. Liền quay lưng bước vào đóng cửa để nghỉ ngơi. mười 15, Xuân Hương Độc. Thất thân làm thiếp. Ngày thứ hai. Từ sáng sớm, Song Nhi đã vội hầu hả vãn thanh rời giường rửa mặt. Nhưng Song Nhi gọi mãi cũng không thấy có tiếng tiểu thư đáp. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ trước đến giờ vãn thanh nếu đêm có khó ngủ nhưng sáng ra bao giờ cũng dậy sớm, có đôi khi tâm tình phấn khích còn dậy sớm hơn người khác, chưa bao giờ giống như hôm nay nàng gọi mãi cũng không thấy tiếng tiểu thư đáp. Song Nhi thoạt không hiểu tại sao tiểu thư lại như thế nhưng suy nghĩ lại cho rằng mấy ngày nay đi xe ngựa mệt mỏi nên chắc vãn thanh hao tổn sức lực. Vì vậy liền nói vài câu với nàng, thanh âm có phần cao hơn khi nãy. Nhưng trong màn che tuyệt không có tiếng gì đáp lại, Song Nhi giật mình vội vàng kéo màn che, chỉ thấy Vãn Thanh hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Nhất thời nhớ ra trước lúc ra khỏi nhà Vãn Thanh từng dặn dò nếu có hiện tượng này xảy ra sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Nàng cả kinh, vội đưa tay xem tiểu thư còn hô hấp không. Mãi đến khi thấy được hơi thở ấm áp của Vãn Thanh thì mới thở phào nhẹ nhõm nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay vãn thanh, chỉ thấy vãn thanh hơi hơi mở mắt ra nhìn nàng, một hồi lâu cũng không thể nói gì, miệng mấp máy, hai mắt lại từ từ khép lại. Song Nhi hốt hoảng vội chạy đi tìm Phượng cô tới. Phượng cô vẻ mặt trầm ngâm đi tới phòng nghỉ của Vãn Thanh, không phải vì hắn quá lo lắng cho thân thể của Vãn Thanh, bất quá chỉ là do hắn phải bảo vệ được nàng, nếu không đối với hắn đây là một chuyện vô cùng khiêu khích hắn thân là một kẻ kiêu ngạo, tuyệt đối không để chuyện gì phát sinh vừa đi vào hắn đã cảm giác được trong phòng có mùi hương khí lạ, một loại mùi thơm nồng khiến cho khó thở. Dựa vào tài hiểu biết hắn đoán ngay được đó là một loại độc hương, liền vội vàng sai người hầu mở cửa sổ ra. Song Nhi nhanh trí thấy hành động của Phượng Cô như vậy biết tất có chuyện, nhưng nàng không có cách nào mở miệng hỏi, trong lòng ấm ức, hai mắt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước trực trào lệ. Ra, tiểu thư có việc gì không ạ? À? Nàng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Phượng Cô, tựa hồ nuốt từng lời phượng cô chuẩn bị nói ra. Không có việc gì, chỉ cần ngủ một ngày một đêm là khỏe, phượng cô lãnh đạm nói. Chính xác là trong hương này có độc, loại hương này không độc cho người bị trúng hương mà là lại nhầm vào người giao hoan với người trúng độc. Chỉ cần giao hoan ngay lập tức sẽ bị trúng loại độc vô phương cứu chữa, từ từ ngấm dần độc vào tim mà chết. Còn người ban đầu chúng độc bản thân cũng không hoàn toàn vô hại, chúng loại độc này sẽ ngủ mê mệt một ngày một đêm trong giấc ngủ sẽ nằm mơ mộng mị, ban đầu là mộng đẹp rồi chuyển thành ác mộng, dần dần tăng lên, vừa làm cho người ta thấy tốt đẹp không muốn tỉnh lại, nhất thời lại khiến người chúng độc truyền qua sợ hãi, một mực kinh sợ mà sẽ không tỉnh lại. Thế thì đến mùa quýt mới có lần thứ ba đây L. Nhưng cũng có người, trong lòng còn ngổn ngang nhiều điều suy nghĩ cũng có thể vì vương vấn mà tỉnh lại. Hiển nhiên mục tiêu mà kẻ hạ độc nhắm đến không phải là vãn thanh mà là phượng cô. Chiều này hết sức cao tay, mượn thân thể nàng để đầu độc hắn, về căn bản khiến người ta không bao giờ có thể ngờ tới đề phòng. Nhưng kẻ đó rõ ràng là đã không điều ra kỹ sự việc, tuy rằng Vãn Thanh là thiếp của Phượng Cô nhưng hắn không hề có ý cùng nàng giao hoan. Mặc dù lần này Phượng Cô thân thể không bị thương tổn nhưng hắn quyết không dung cho bất kỳ kẻ nào dám trước mặt hắn làm chuyện này. Vì vậy quyết định lưu lại khách điếm thêm một ngày, ngoài thì là để Vãn Thanh tỉnh lại, nhưng bên trong mới rõ âm mưu để chờ kẻ hạ độc xa lưới cố ý thả tin tức ra ngoài rằng Phượng Cô cùng Vãn Thanh ngủ cùng nhau rồi bất tỉnh. Để không bị nghi ngờ Phượng Cô liền qua phòng Vãn Thanh bế nàng về phòng hắn. Màn che hạ, hắn cùng nàng trên một chiếc giường nhưng mỗi người nằm một chỗ. Trong giấc ngủ, Vãn Thanh chắc hẳn là mơ thấy ác mộng, nàng sợ hãi nắm chặt hai tay Phượng Cô, gao gắt nắm lấy cả hai bàn tay như người chết đuối vớ được thứ gì đó để ngoi lên. Phượng Cô định hất tay ra, ai ngờ nàng nhanh chóng túm lại được tay hắn hắn cũng không làm gì vì vậy để tùy ý nàng cầm tay hắn tay nàng nhỏ nhắn ngón tay xinh xắn trắng muốt cầm lấy bàn tay thon dài ngăm ngăm đen của hắn nhưng lại thập phần đẹp mắt rất xứng đôi phượng cô nhìn nàng tay vẫn giữ nguyên trong giấc mộng nàng vừa nở một nụ cười khuôn mặt của nàng thập phần tuyệt đẹp nàng đang say giấc mộng thân thể mất đi vẻ lạnh nhạt bình thường bộ dạng lúc này mềm mại thanh tú nhưng phượng cô lại thấy nàng vô cùng khả ái hơn nữa hắn còn phát hiện, nữ tử này khi ngủ không hề ngoan ngoãn chút nào, lôi kéo tay hắn tựa hồ còn chưa đu lại còn gối đầu lên tay của hắn tự bao giờ, thân thể trở qua trở lại, chốc lát lại khẽ mơ ngủ điều gì đó thật đáng yêu. Nàng khiến hắn giờ khóc giờ cười. Bình thường trong hoàn cảnh này hắn sẽ không nể nang gì mà hất ngay nàng ra, và thâm tâm hắn đang chuẩn bị làm thế. Quỷ thần xui khiến, nàng lại một mực bám chặt lấy hắn, vãn thanh à, có ai nói tỉ ngủ rất xấu chưa? không biết bản thân suy nghĩ thế nào mà phượng cô cũng không hất tay nàng ra nữa tùy ý nàng muốn làm gì thì làm trong lòng khẽ thở dài nhìn nữ tử đang ngủ say trước mắt mình môi đỏ như son lúc này hơi mở ra lộ a bên trong hàm răng trắng tinh đều tăm tắp khiến người ta thập phần mê muội chiếc mũi dọc dừa làn mi liễu dài tuyệt đẹp tay hắn bỗng đưa lên lướt khe qua làn mi nàng hắn chợt nhớ ra nữ nhân này chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt thật lòng đối diện với hắn nàng luôn cố ý tránh khiến cho hắn không rõ trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì. Vãn thanh tựa hồ cảm giác không thoải mái khi phượng cô sờ qua mặt, không hề biết gần hết khuôn mặt đã bị hắn lướt qua. Tay phượng cô lướt qua cặp môi đỏ mọng của nàng, trong khi ngủ vô thức nàng hôn lên mờ u bàn tay đó. Lòng phượng cô dâng lên một cảm xúc dạo rực. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, phượng cô nói trong hơi thở nóng rồn rập, chính là người câu dẫn ta, không thể trách ta. Nói xong, liền cúi xuống hôn nàng, môi hắn gắn môi nàng cuồng bảo, thèm muốn, hắn không nhịn được liền đưa lưỡi dần vào trong miệng nàng, chạm vào lưỡi của nàng. Mùi hương đàn tỏa ra ngào ngạt, hắn vẫn tham lam hôn nàng tựa hồ không thể dứt. Vãn thanh cảm thấy khó chịu, mở mắt ra thấy cảnh như thế thì hốt hoảng giơ tay lên muốn đẩy ra nhưng không ngờ lại bị một bàn tay lớn hơn giữ lại. Vãn thanh vẫn còn mệt mỏi không thể nào dãy dụa được. Hắn vẫn cuồng bảo hôn nàng, hung hăng đưa lưỡi khắp miệng nàng, rồi đôi môi chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, vãn thanh vô thức rên lên một tiếng. Tiếng rên thật kiều diễm. Nghe thấy nàng rên khẽ phượng cô choàng tình, ngầm bực bản thân tại sao lại làm chuyện đó với nàng, thậm chí suýt thì quên trên người nàng còn có xuân hương độc khí. chương 16, Thích Khách Thất thân làm thiếp, cửa sổ bỗng lay động, đột nhiên một tia sáng lóe lên, người chưa tới, kiếm đã tấn công về phía phượng cô. Phượng cô khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn, tay phải khẽ động, mềm nhẹ như gió, chỉ phất một cái, mũi kiếm liền bị lệch đi. Thích khách võ công cũng không kém, thân thủ nhanh như cá chép vượt sóng, mượn lực đối phương, kiếm đâm vào tường rồi liền đứng vững, rồi sau đó lập tức hướng mũi kiếm về Phượng cô, một kiếm lại một kiếm, lần sau nhanh hơn lần trước, lần sau ác ý hơn lần trước. Khó khăn lắm kiếm mới nhắm được vào chỗ hiểm của Phượng cô, mà Phượng cô không chút vội vã, trên mặt vẫn vương ý cười khi kiếm chạm đến liền lơ đắng xoay người, kiếm chiêu lại bị hóa giải. Người không biết võ công đương nhiên chỉ nhìn thấy nguy hiểm, nhưng người biết võ công, chỉ cần nhìn qua là biết, trình độ của Phượng Cô và thích khách cách nhau rất xa, mà Phượng Cô giống như mèo vờn chuột, như thể đây là trò đùa của hắn, không cả phòng thủ, chỉ chờ đối thủ ra chiêu nào thì hóa giải chiêu đó. Bên ngoài đồng thời vang lên tiếng giao tranh, xem ra hộ vệ của Phượng Cô cùng thích khách đang giao đấu. Qua hơn 10 chiêu, thích khách dĩ nhiên cảm thấy mệt mỏi, phượng cô trái lại vẫn nhàn nhã như cũ, người đến một chiêu ta tiếp một chiêu, không lâu sau, khi bên ngoài trở nên yên lặng, cánh tay phượng cô đưa ra, khiến thích khách ngã cả người ra đất, không thể động đậy. Đúng lúc này, cửa bị mở ra, lục cầm đi đến, nhìn tên thích khách đang nằm trên đất, sắc mặt lạnh như băng, nói, nô tỳ thất trách. Sau đó lập tức quỳ xuống. Hai thị vệ đi sau tiến lên trói tên thích khách lại lại thêm vài thị vệ nữa áp giải ba, bốn tên thích khách đi vào. Mà Phượng cô chỉ liếc qua một cái, rồi sau đó vỗ vỗ tay, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, chỉ có đáy mắt là lạnh như hầm băng. Chỉ bằng vào mấy tên thích khách kém cỏi như này, các ngươi lại mất nhiều thời gian như vậy mới khống chế được chúng, lại còn để một tên mò vào tận đây, các ngươi đúng thật là vô cùng thất trách. Từ nay đừng nhận là thù hạ của Phượng cô nữa, miễn cho thiên hạ cười cả ta lẫn các ngươi. Cách hắn nói tuy nhẹ như không, nhưng Lục Cầm biết, hẳn chắc chắn đang vô cùng tức giận. Vì vậy Lục Cầm chỉ biết cúi đầu, nô tỳ nguyện nhận sự trừng phạt. Thích khách có mấy người, đã tìm hiểu xem ai phái đến chưa? Hắn hỏi, cũng không đề cập đến việc trừng phạt. Lục Cầm cùng Hoàng Kỳ biết, nhất định là Phượng Cô tự nhiên nổi lòng từ bi, từ trước đến nay, hắn vốn thưởng phạt phân mình. Nay hắn không nói chuyện phải trừng phạt như nào, đã nói lên, các nàng có cơ hội đoái công chuộc tội. Xác thật, Phượng Cô cũng không dự định trừng phạt các nàng, chỉ là muốn các nàng nhận thức được sự việc lần này để không còn mắc phải nữa. Thời điểm này là lúc hắn đang muốn tham gia đại hội võ lâm, là lúc vô cùng rối ren phức tạp, hắn không muốn làm mọi chuyện càng rối rắm hơn nữa, hơn nữa, kẻ phái thích khách đến ám sát hắn chắc hẳn cũng không đơn giản. Có điều, nếu không trừng phạt các nàng, có thể khiến các nàng không nhận thức được lỗi lầm của bản thân, chỉ có thể cho các nàng thêm một cơ hội. Nếu còn sơ suất, trừng phạt tất là sẽ gấp bội. Hoàng Kỳ trả lời, lần này tổng cộng có 24 sát thủ tức là đã có chuyện này xảy ra sao, chỉ còn 4 tên còn sống, võ công vô cùng lai tạp, nhất thời không thể nghĩ ra kẻ nào đã phái đi. Phượng cô nhìn một chút vài tên hắc y thích khách, sau đó nói cha ra người đứng sau chuyện này là ai. Lục cầm vừa nghe, liền cảm thấy yên tâm, bởi vì xưa nay phượng cô mỗi lần trừng phạt thuộc hạ, không hề biết cái gì gọi là lưu tình, làm cho người ta sống không bằng chết. Hắn nếu đã nói thế, rõ ràng là cho các nàng một cơ hội đói công trục tội, vì vậy liền đáp nô tỳ nhất định tra ra người đứng sau, ra xin yên tâm. Cùng lúc đó, Hồng Thư và Lam Hỏa đi đến, hai tay dâng lên một gói đồ, ra, thuốc ngài lệnh cho nô tỳ đi mua đây. Nói xong hai người vội vàng mở gói đồ ra, chỉnh tề bày ở trên bàn, Phượng cô chỉ liếc qua, đưa tay bốc mỗi vị thuốc một ít cho vào một cái túi khác, mang đi sắc. Vâng, Hồng Thư vội vàng thu dọn lại, rồi cầm tất cả đi ra. Người trong giang hồ chỉ biết phượng cô võ nghệ bất phàm, hơn nữa khả năng kinh doanh cao, nhưng không biết, hắn còn vô cùng tinh thông y dược. Hơn nữa y thuật mà hắn nghiên cứu chủ yếu là độc dược mà các tà phái trong giang hồ sử dụng. Đương nhiên là để đề phòng kẻ khác hạ độc hắn. Cho nên những loại độc dược thông thường, không thể làm khó hắn sợ trên đường lại xảy ra chuyện như vậy, nếu không may mắn lại đúng lúc kẹt tại một thị trấn nhỏ, hay rừng núi hoang vô, khẳng định sẽ rất phiền phức, vì vậy liền sai người mua ít thuốc giải độc, tuy chỉ là loại bình thường, nhưng phải lúc gặp chuyện không may, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Hắn không muốn thừa nhận, đây là hắn vì vãn thanh mà lo lắng. Chỉ cho rằng, bản thân chẳng qua là không muốn kẻ khác ra tay với người của hắn, nếu đồn ra ngoài, hắn sẽ rất mất mặt chán ghét nhìn vào màn nữ tử này nhiều nhất chỉ có thể là thị thiếp làm ấm giường cho hắn so sánh với nguyệt nhi nàng thua kém rất nhiều đương nhiên ác thế quái nào bằng nguyệt nhi lạnh lùng nói mời nàng uống thuốc chúng ta còn lên đường nói xong đi xuống lầu hồng thư ở phía sau muốn mở miệng nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của phượng cô không thể mở miệng thốt nên lời hồng thư không biết vãn thanh chúng độc nàng không biết độc này chỉ khiến người bị hạ độc chìm trong giấc ngủ, ngoài ra không có thương tổn nào khác, có điều nếu cứ để nàng ngủ như vậy, bồn ba trên đường, sợ là vãn thanh không chịu được. Nhưng Phượng cô bày ra cái bộ mặt như vậy, nàng không dám nói gì nữa. Trong giấc mộng vãn thanh cũng không cảm thấy an ổn lắm, bởi vì thuốc này tuy chỉ làm người bị hạ độc ngủ gật, nhưng còn có khả năng khiến người ta chìm trong những cơn ác mộng vô tận, người bình thường nếu yếu ớt, có lẽ không có cách nào tỉnh lại mà lúc mộng, thường là lúc người ta không thể che giấu những chuyện sâu kín trong lòng, những chuyện càng không muốn đối mặt càng bày ra trước mắt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 17, Nhất Tiếu Mạt. Thất thân làm thiếp. Giữa trưa ngày hôm sau Vãn Thanh mới chờ mình tỉnh dậy. Suốt hai ngày ngủ mê mệt vừa tỉnh dậy không hiểu chuyện đang xảy ra liền hỏi Song Nhi, chúng ta lên xe ngựa khi nào vậy, sao ta không hề hay biết gì. Song Nhi vừa thấy nàng tỉnh lại, hai mắt giỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Bởi vì Phượng cô nói nàng bất quá chỉ ngủ một ngày vậy mà vãn thanh liền một lúc ngủ gần hai ngày. song nhi bản thân không biết phải làm thế nào cho phải, muốn tìm Phượng cô để hỏi nhưng hắn cơ bản là không để ý tới nàng. Nàng sợ tiểu thư không tỉnh lại nữa, nàng lại tới hỏi Hùng Thư nhưng Hùng Thư cũng không biết gì nhiều nhặn hơn. Nàng không biết nên làm gì, suy nghĩ rối loạn, khóc lóc cả ngày, vừa hay vãn thanh tỉnh lại nàng cũng như được hồi sinh. Tiểu thư, tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh lại, nếu người không tỉnh lại thì song nhi biết phải làm sao đây? Ta làm sao vậy? Vãn thanh hỏi. Song nhi liền kể lại mọi việc xảy ra cho nàng nghe. Vãn thanh càng nghe càng sợ, nàng cũng là người biết qua chút y thuật, tuy ít dùng đến nhưng cũng đã nghe qua loại chất độc này. Trong lòng nàng biết được loại chất độc này cực kỳ hiếm, người bình thường về cơ bản không thể sở hữu được nó. Một năm gần đây loại chất độc này cực ít xuất hiện, nghe nói là trước đây một nữ tử giang hồ vi thống hận người yêu quá phong lưu nghiên cứu chế tạo ra một loại chất độc, bề ngoài có vẻ là vô hại nhưng thực sự là thập phần nguy hiểm. Nghe xong chuyện nàng đã hiểu vì sao bản thân lại không nhớ gì, ngủ dậy cơ thể mệt mỏi. Đầu óc hỗn loạn, lộn xộn, thật giả lẫn lộn. Nàng nhẹ nhàng ôm song nhi, ngoan nào, đừng khóc, ta chẳng phải là đã không sao rồi đúng không? Hu hu, song nhi tưởng rằng, hu hu, tiểu thư sẽ không tỉnh lại nữa. Song nhi vừa nói vừa khóc nức nở, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào. Vãn thanh lặng im, chỉ biết ôm song nhi chặt hơn, nàng hiểu rằng mình đã khiến cho tiểu nha đầu này sợ hãi như thế nào. Trong lòng nàng dâng lên một niềm xúc động, chỉ có một người là lo lắng cho nàng đến vậy. Đang lúc này, rèm cửa sổ bị một người vén lên, là hồng thư đang ngó đầu vào giò ét ánh mắt ban đầu kinh ngạc rồi sau đó một tay vỗ vỗ ngực ta còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì chứ song nhi ngươi thật kỳ lạ nhị phu nhân đã tỉnh ngươi còn khóc cái gì hại ta hết hồn tiểu thư ngủ lâu như vậy ta thật sự lo lắng nên mới khóc ai giống như ngươi vô tâm thế song nhi ngay lập tức đấu lại với hồng thư coi bộ cũng không kém cạnh ta mà vô tâm a à, ngươi không có được nói ta như vậy nha Hồng Thư thấy Vãn Thanh đã tỉnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại ngay lập tức luôn miệng với Song Nhi. Nào, nào, hai người cứ cãi qua cãi lại như thế làm ta đau đầu đó. Vãn Thanh cười cười nói, ta thật sự là rất đói bụng, hai người mau tìm giúp ta ít đồ ăn đi. Hồng Thư gặp chút khó khăn về việc này, Vãn Thanh vừa mới tỉnh lại, cần phải ăn một chút đồ dễ tiêu hóa mà lại đủ dinh dưỡng. Nàng ngập ngừng nói, xem ra phía trước không hề thấy thôn hay khách điếm nào cả mà chi còn một ít lương khô. xuất môn tại ngoại mà còn nghĩ đến điều đó a. À. còn thứ gì ăn được hãy mang a. À. ta thật sự là đói bụng a. À. coi như là ta hiện tại là một con heo đi nguyên văn. chứ đồ ăn khó ăn thế nào ta cũng có thể ăn được. vãn thanh hải hước nói nàng không muốn làm khó cho hai nô tỳ. đường đi còn gian nan nàng không thể làm khó cho hai nàng được. huống hồ nàng cũng chưa thật sự là đói lắm. vâng để hồng thư lấy tạm đồ cho người dùng. Hồng Thư vừa nghe vội vàng nhảy xuống xe đi lấy đồ ăn. Chồng chốc lát đã bê lên hơn 10 túi đồ ăn, to có, nhỏ có, chất đống trong chỗ vãn thanh ngồi. Nhị phu nhân, người mau ăn đi, nô tỳ giúp người gọt vỏ chút hoa quả này, đều là mới hái trên đường đi, sẽ giải khát rất mau. Vãn thanh cười một tiếng rồi bắt đầu ăn, nàng ăn a ti ngon miệng, trước khi ở trong phủ nàng từng ăn qua những đồ ăn này rồi, những món lần này là do Phượng cô cố tình bảo nhà bếp làm theo mang đi, mùi vị thật hấp dẫn, nàng ăn một lúc hai đĩa thịt xào thập cẩm mới thấy đỡ cơn đói. Nhìn bên ngoài, thời tiết rất tốt vì vậy nàng liền kéo màn che xe lên, vừa thoáng lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp. Từ tháng 5, rừng cây bắt đầu thay lá xanh biết một màu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng chiếu xuống làm người cũng như trong vắt. Bên tai ríu tít tiếng chim, du dương thánh thót. Vãn thanh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái nói, trong rừng không khí thật thanh khiết. Trước mắt Hồng Thư đang đưa cho nàng một quả sơn cha. Trái cây mới hái, người nhất định phải ăn. Vãn thanh giơ tay đón lên, vô tư cắn một miếng lớn. Ai ngờ được, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhăn mặt kêu lên, chua quá đi. Như này nè dấu lớn. mười 18, vưu không bỏ được. Thất thân làm thiếp. Song Nhi suy nghĩ một chút, nói, không bằng chúng ta chơi nối chữ đi. Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Thư và Vãn Thanh, song nhi thổi nhỏ đi theo Vãn Thanh, đối với chữ nghĩa, mặc dù không học được nhiều lắm, nhưng vẫn biết ít nhiều, hơn nữa, bình thường cũng hay nói thành ngữ là những câu bốn chữ tiểu ngọc thụ lâm phong thiên trường địa cửu nên mới nảy ra ý nghĩ này. Phần Hồng Thư, tuy chưa từng chơi qua, nhưng là thiếp thân thị nữ của Phượng Cô tên chính là đặt theo cầm kỳ thư hỏa, thơ văn thông thường không thể làm khó nàng vì vậy kích động hỏi, luật chơi như thế nào? Chữ đầu tiên của câu sau phải là chữ cuối cùng của câu trước, chỉ có thế thôi. Song Nhi nói còn chưa nói hết, Hồng Thư đã nói, ta hiểu rồi ta hiểu rồi, Hảo, ta nói trước nhé. Dù sao cũng là nữ hài tử, nhận sự huấn luyện nghiêm khắc chưa lâu, gặp lúc đùa vui như này, Hồng Thư tâm trạng rất tốt, chả còn đầu óc đâu giữ hình tượng nghiêm trang mọi khi. Song Nhi cũng không cam lòng yếu thế, nói trổ liền tiên phát chế nhân nói xong cười cười nhìn về phía vãn thanh. Vãn thanh cười một tiếng, hai nhà đầu này, cũng không hỏi xem nàng có hay không muốn chơi, đã tiên hạ thủ vi cường, cười cười nói, người đông thế mạnh. Câu này rõ ràng ám chỉ Hồng Thư cùng song nhi ý đông bắt nạt nàng. Song nhi cùng Hồng Thư hai người vừa nghe, mặt liền ửng đỏ, lại thấy vãn thanh chỉ là có chút diễu cợt, không phải muốn trách tội, vì vậy cũng không để ý tới. Hồng Thư nghe được vãn thanh nói câu này, đã sớm nghĩ tới một câu, không muốn mất cơ hội vào tay Song Nhi liền nói luôn, chúng mắt nhìn chừng. Song Nhi vừa nghe liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh cầu cứu. Vãn Thanh lắc đầu, ra vẻ nàng cũng không biết tiếp như nào, thật sự nàng cũng đang bí, hồng thư này thật lợi hại, chỉ hai ba câu, đã không cho kẻ khác đường lùi. Không thể không công nhận, người của Phượng gia thật lợi hại, chỉ có trò chơi như này cũng lộ ra bản lĩnh lớn như vậy. Song Nhi bĩu môi, không tính không tính, chơi lại đi chơi lại đi, đừng ép người khác vào chân tường không có chỗ lui nữa. Vãn thanh ha hà cười một tiếng, cái, này song nhi, thật đến chịu song nhi rồi. Tốt lắm, lần này do ngươi nói trước nhé, xem ngươi có làm khó người ta không. Nàng cao mày nghĩ, rồi sau đó thư nhàn cười một tiếng, ta theo hầu tiểu thư, đương nhiên lợi hại. Hồng thư, tới phiên ngươi, nói xong đắc ý nhìn về phía hồng thư, ánh mắt khiêu khích nói. Vãn thanh cười một tiếng, Biết các nàng hai người lại muốn quyết đấu một phen. Vì vậy dựa người vào cửa xe, xem cây cối vụt qua cô nói gì. Nàng chưa bao giờ thích cùng người khác đấu khẩu, cũng chán ghét thấy người khác đấu khẩu, nhưng nhìn hai cái tiểu nha đầu này đấu khẩu, lại cảm giác được rất ấm áp, các nàng không tranh quyền đoạt lợi, chỉ vì chút vui vẻ thông thường, giống như người một nhà đùa vui thôi. Dù nàng không muốn tham dự, người khác chưa chắc đã buông tha, chỉ thấy hồng thư lôi tay nàng, nhị phu nhân ngươi nhìn xong nhi nha đầu kia, tuổi còn trẻ đã thù dai như vậy, thế là không tốt." Vãn Thanh cười một tiếng, còn không mở miệng, cũng đã nghe được Song Nhi trợn mắt nói, "Dám mách tiểu thư." "Tiểu thư a, người nhìn người này, ai ngờ lại gian trá như vậy." Chính nàng phá hư cuộc vui này. Vãn Thanh cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật sự là vô phương, vì vậy nói tốt lắm, tốt lắm, coi như ta phá hư." Hai người kia vừa nghe liền chăm miệng một lời nói, không được. Không phải lỗi của người. Vãn thanh chỉ chờ các nàng nói câu đấy, vừa nghe, liền cười rào hoạt, nếu không phải ta tức là hai người phá hư. Vậy thì phạt mỗi người ăn một quả sơn cha. Vừa nói liền dơ ra hai quả sơn cha, lau qua một cái, đưa cho hai nàng. Tiểu thư, ngoặc kép. Nhị phu nhân, ngoặc kép. Mau ăn à, nếu không ăn thì đừng theo ta nữa. Vãn thanh cố ý nói vẫn còn cố dí vào miệng các nàng. Song Nhi vừa nhìn, đành cắn một miếng, Hồng Thư cũng không cam lòng yếu thế, cũng cắn một miếng, kết quả hai người là không hẹn mà cùng nhân mặt, khiến vãn thanh ha hà cười to. Một tiếng cười này, trong khung cảnh này, rất động lòng người, khiến lòng người phấn chấn vui vẻ. Không khỏi khiến cho thị vệ láo nháo, cũng may bọn hắn được huấn luyện nghiêm khắc, ngay lập tức lấy lại tư thế nghiêm trang, đội ngũ lại thẳng băng như cũ nhưng vãn thanh phát hiện bị người khác nhìn, mặt tức thì hồng như ánh nắng chiều, cảm thấy mình cười như thế thật quá thất lễ, xem ra nàng nhất thời vui vẻ, quên mất việc giữ hình tượng nghiêm trang cần thiết. Vì vậy vội vàng thu hồi ánh mắt, vẫn kịp thấy trong màn của xe ngược đi trước, một đôi mắt phượng dài đang híp lại nhìn nàng, không nhìn ra ý tứ như nào. Cứ như thế, mặt vãn thanh từ hùng chuyển sang trắng bệch, nhấc màn che lên, lại đặt xuống, song nhi nhất thời khó hiểu, nhìn tiểu thư đột nhiên trong thời gian ngắn biến sắc, tưởng thân thể vãn thanh không khỏe, vội vàng đi vào hỏi thăm. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hồng thư, dù sao cũng là người tập võ, tuy nói cười vui vẻ, vẫn không quên thăm dò động tĩnh xung quanh, tự nhiên cũng thấy chuyện vừa rồi. Nàng chỉ là không nghĩ tới, nhị phu nhân đối với gia lại giữ khoảng cách như thế. Vãn thanh đặt tay lên chán, hướng mặt ra cửa sổ, mềm nhũn đáp, không có gì, chỉ là đột nhiên có điểm không thoải mái thôi nàng vốn cho là bản thân có thể nhịn nhưng xem ra nàng nhầm rồi nàng cho rằng bản thân có thể bỏ qua chuyện đấy đối với những chuyện đã phát sinh nàng chọn cách quên đi không nghĩ tới nữa nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt phượng dài hẹp đấy nàng liền biết nàng không quên được đôi mắt đấy như bắt nàng quay trở lại cái đêm đấy vì vậy trái tim nàng vô phương bình tĩnh trở lại tiểu thư nếu không thoải mái thì nằm nghỉ đi, song nhi sẽ canh cho người. Song nhi mặc dù không thấy được những chuyện vừa rồi chuyện vãn thanh mặt đổi sắc, mắt phượng cô chăm chú theo dõi nàng, nhưng đi theo vãn thanh nhiều năm, thập phần hiểu rõ nàng, thấy nàng có vẻ mặt như này, biết thật sự không phải thân thì không thoải mái, nhưng không hỏi nữa, chỉ là cầm lấy một cái chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp cho vãn thanh, rồi sau đó tĩnh lặng không nói lời nào nữa. Trường 19, kế để bụng bầu. Thất thân làm thiếp, vẻ mặt nàng có chút không tự nhiên tất cả những điều ấy lưu lại hết trong mắt phượng cô ánh mắt hắn có tia buồn bã sự giận dữ ngấm trong lòng hắn vốn là người kiêu ngạo không thể nào có thể tha thứ cho người dám khinh thường hắn như thế chưa bao giờ có một nữ tử nào mà hắn đang nhìn lại dám tránh mặt hắn như thế duy chỉ có nguyệt nhi chỉ có nguyệt nhi mới có tính cách đặc biệt như vậy tại sao tại sao nữ tử này lại có điểm so ra giống thế thượng quan vãn thanh tại sao đang thấy hắn lại đột nhiên kéo màn chui vào trong xe ngựa muốn tránh tạ ư có thể dễ dàng như vậy sao phượng cô nhìn về phía gỗ xe ngựa một chút rồi hướng ánh mắt về phía rừng ánh mắt phát ra những tia nhìn kỳ quái trong lòng nghĩ ra mưu kế hắn phất tay lên hoàng kỳ vội vã chạy lên phía trước đi thỉnh nhị phu nhân lại đây hoàng kỳ lĩnh mệnh đi phượng cô muốn tìm nàng nói thật không chỉ trong lòng vãn thanh cảm giác kinh ngạc không hiểu mà tất cả các thị vệ cùng tỷ nữ, ai ai cũng thập phần không hiểu được là ra nghĩ gì. Dù sao xuất môn mấy ngày nay, Phượng cô đối với nàng càng hờ hững. Hốt nhiên gọi nàng qua, thật là kỳ quái. Vãn thanh bước xuống xe ngựa, đón nhận ánh nhìn kỳ quái của bọn gia nhân, chậm rãi hướng bước tới xe Phượng cô ở phía trước. Tướng công, thiếp đã tới. Vãn thanh thi lễ với Phượng cô, nghe qua thập phần băng giá, xa cách. Ân, vào đi. Chỉ nghe một giọng hơi nhỏ khàn khàn phát ra, tựa như lúc mới ngủ dậy, vô cùng gợi cảm. Đi vào. Vãn thanh những tưởng nàng nghe nhầm, hắn bỗng dưng gọi nàng vào. đương lúc do dự đã thấy Hoàng Kỳ cùng Lục Cầm hai người kéo màn che lên, phần Song Nhi đỡ tay nàng bước lên. Cho dù nàng nghĩ nàng nghe nhầm nhưng những người xung quanh thì không thể nghe nào nhầm được. Trong lòng cười khổ, nàng không hiểu rằng, Phương Cô, Rosette cục là hắn muốn làm gì đột nhiên lại gọi nàng lên xe ngựa của hắn. Không thể khước từ, nàng đành bước lên. Xe ngựa phượng cô ngồi thoạt nhìn thì đơn giản nhưng gần lại mới thấy được làm từ lụa trắng, loại vải quý của Trung Hoa, là loại thượng hạng, phù hợp dùng đầu mùa xuân, vải lạnh mà thập phần mềm mại, thấm mồ hôi, người bình thường muốn có để làm xiêm y còn khó, thế mà hắn lại lấy làm vải bọc xe, bọc nệm ngồi, hết sức xa xỉ. Phượng cô hai mắt nhắm nghiền, mặt nghiêng về góc xe, trên nền vải lụa trắng ra tựa hồ như tuyết, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cả một góc xe hắt vào. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn, làm cho người ta trói mắt không tài nào mở mắt ra được. Vãn thanh thập phần biết hắn là người tuấn Mỹ, nhưng vào giờ khắc này mới thấy hắn quả là cực Mỹ, nàng không thể rời mắt, hắn như một âm hồn ôm chặt thân thể người khác. Giờ phút này, chưa nói hắn là âm hồn ôm thân thể nàng, nhưng cũng đã ôm ánh mắt nàng khiến nàng vô phương rời mắt khỏi hắn lúc này mới giật mình nhớ ra Hồng Thư đã có lần từng nói, chỉ cần người nhìn kỹ dung nhan ra một lần, để ra nguyện ý người tử cũng cam lòng, ra chính là người mà trời xanh ra để cầu hồn người khác. Nam tử Mỹ lệ nhất trên đời, lãnh khốc âm tà, ngưng tụ lại một chữ duy nhất Mỹ. Hồng Thư nói không hề sai, chỉ có một điểm, Mỹ. Thật kinh người. Đúng lúc này, Phượng cô khẽ hé đôi mắt Phượng ra, hài hước nói tướng công ta liệu đã vừa mắt ngươi chứ xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Mặt vãn thanh đỏ ửng, ngẫm ra thấy thật vô lý, danh chính môn thuận nàng và hắn là phu thế, ngay cả vô tình vô nghĩa thế nào thì hắn cũng là phu quân của nàng. Nghĩ thế liền chấn định lại bản thân. Phượng cô nhìn sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thay đổi biến hóa cảm giác rất kỳ lạ. Hết thảy hắn gặp qua nhiều người, một là chăm chú nhìn hắn hoặc là mắt đảo lén lút, người có biểu hiện như nàng lần đầu hắn mới gặp qua vẻ mặt nàng thật phong phú, e thẹn, kinh ngạc, sợ hãi. Nàng ban đầu thanh ngạo là thế, một hồi lại xấu hổ, quả kỳ lạ. Hắn hỏi nàng, nàng không đáp mà lại chìm đắm trong tư tưởng. Không cam lòng bị nàng xem nhẹ, khẽ nhún mi, phượng cô nâng âm điệu, có gì không hài lòng sao? Hài lòng, vãn thanh chưa lấy lại tinh thần, nghe phượng cô hỏi thế, vô thức trả lời. Đột ngột, mặt nàng lại đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn hắn. Trong lòng rối loạn, những lời kia sao nàng lại có thể nói ra à? Không chút suy nghĩ gì lại nói năng như thế, những lời không cao quý chút nào. Ai ngờ phượng cô nghe xong, hốt nhiên vang lên tiếng cười lớn ha 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 ha. Những chàng cười vang ra khiến từng đàn chim bay trong rừng hốt hoảng toán loạn. Mấy người hồng thư bên ngoài nghe thấy tiếng cười của phương cô đều nhất loạt kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau hoang mang. Các nàng theo hầu ra đã nhiều năm, tất nhiên thấy tâm tư ra tốt không phải ít. Nhưng rất ít khi hắn thoải mái cười lớn như thế, cho nên mấy người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì, ra vui vẻ, các nàng nhất định cũng sẽ vui vẻ. Duy chỉ có vãn thanh là không có cùng suy nghĩ tốt như thế, mắt nàng lãnh đạm trước chàng cười của nam nhân kiêu ngạo mà khinh cùng này, trong ngực phập phồng sợ hãi. Trên mặt nàng hết trắng lại chuyển sang hồng, muốn tránh đi cũng không tránh được, dù sao, nàng đánh cũng không lại hắn, đấu cũng không lại, lại càng không biết nói gì. Nơi này núi non hoang vu, nếu hắn tức giận ném nàng đi thì biết làm thế nào. Bản thân nàng không có gì phải lo lắng, chỉ sợ hãi đến song nhi vô tội và mẫu thân ở nhà. Vì vậy không thể làm gì khác là nhịn xuống, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, ở trước mặt hắn lúc này lại thể hiện bộ mặt như thế, khác hẳn hang ngày luôn chấn tĩnh. Càng nghĩ càng giận, giận hắn bao nhiêu lại giận bản thân mình bấy nhiêu. Yên Tĩnh ngẫm lại, cảm giác thấy thái độ hắn biến hóa quá, không hiểu được vấn đề gì xảy ra. Hướng mắt qua nhìn hắn một cái, không hề để lộ sơ hở, chỉ tựa như là ánh nhìn thông thường, vẫn không nhìn ra vấn đề gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cúi xuống, không hề nghĩ đến hắn nữa. Chương 20, diễn trò cũng không tệ. Thất thân làm thiếp, qua hồi lâu, Phượng Cô tự hồ cảm giác cười cũng đủ rồi, vì vậy không gian liền yên tĩnh trở lại vãn thanh vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài không hề nói gì ánh mắt phượng cô chăm chú nhìn vãn thanh ánh nhìn tựa hồ không phải bình thường mà vãn thanh mặc dù muốn tập trung tinh thần bản thân nhìn ra ngoài chứ không nhìn hắn nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm như thế làm nàng gai người toàn thân có điểm không thoải mái qua một hồi lâu không thể bỏ qua được liền quay lại cuối cùng thất bại nàng quay đầu hướng ánh mắt về phượng cô tướng công có chuyện gì sao tiếng nói ôn như ẩn chứa vài phần lạnh lung cùng vi não phượng cô chăm chú nhìn nàng không hề có chút xấu hổ vẻ mặt sung sướng nói không có việc gì không có việc gì anh gọi tỷ vào làm gì hừ nếu không có việc gì vì sao lại nhìn tiếp chằm chằm như thế lẽ nào trên mặt thiếp có gì sao vãn thanh cố ý hỏi biết rõ trên mặt nàng không có gì nhưng cũng dùng khăn tay nhẹ lao qua không có câu trả lời của hắn vẫn đơn giản lưu loát một câu ngắn gọn vậy vì sao lại nhìn thiếp như thế nàng nói mềm mỏng muốn xem ý hắn trả lời thế nào không ngờ hắn thản nhiên đáp ta nhìn thê tử của ta cũng cần có nguyên nhân sao nói xong đưa vẻ mặt ám muội nhìn nàng côn cool, hảo a à, huynh mồm mép giỏi thật zin hắn nói đúng rồi còn gì hoàn toàn không còn chút lạnh lùng như trong dĩ vãng nhưng vãn thanh lại hy vọng rằng hắn vẫn như trước kia lạnh lùng hắn như thế này bộ dáng thật ám muội khiến nàng thập phần không được tự nhiên. Bị hắn nói một câu như vậy, vãn thanh quả nhiên không thể nói lại câu gì. Chỉ đành ngượng ngùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Người ta thường nói thư sinh sợ gặp đại binh, quan gia sợ đụng phải du côn, nhất định là để miêu tả tình cảnh của nàng lúc này. Nhìn nàng cười nhạt, phượng cô chợt thấy vãn thanh không hề xấu xí. Mặc dù không đẹp đến mức tùy ê thế mỹ nhân, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, hơn nữa nụ cười của nàng có thể giết người không cần đền mạng. Nụ cười như gió mùa xuân. Nếu nàng thật lòng cười thì tốt hơn chừng nào. Vãn thanh ngồi một chỗ, hắn không cho nàng đi, nàng liền không nói tiếng nói. Dù sao, người có quyền quyết định là hắn, hắn đã không mở miệng, nàng có nói gì cũng là phí công vô ích. Nhìn xung quanh, thấy có vài quyển sách, liền cầm một quyển lên xem, hóa ra là bí kíp võ công. Xem nốt những quyền còn lại, hóa ra tất cả đều là bí kíp võ công. Vì vậy vãn thanh đành đặt tất cả xuống, học phượng cô dựa vào xe ngựa ngủ, nhắm mắt một hồi, vẫn không ngủ được. Càng nhắm mắt, tâm càng bấn loạn. Không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt, nhìn nam tử đang ngủ bình yên trước mắt, trong tâm có chút phiền muộn không tránh được. Vãn thanh đành cầm quyền bí kíp võ công lên đọc. Vãn thanh vừa nhìn là biết là sách dạy khinh công, nàng vốn thích đọc sách về y lý, các huyệt vị đề cập rõ ràng, nàng âm thầm luyện theo sách, cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Cảm giác được sự thú vị, vãn thanh cố gắng ghi nhớ những bộ pháp này, lúc rỗi rãi sẽ tập luyện, không chừng lúc lâm nguy có thể dùng đến. Nàng say xưa xem sách, hoàn toàn quên cái người tên là Phượng Cô đang ngồi gần đấy. Kỳ thật Phượng Cô cũng không ngủ, hắn chỉ giả vờ thế thôi, hắn vẫn để tâm xem nàng làm cái gì, không ngờ nàng xem bí kíp võ công lại có thể nhập thần đến vậy, Jin, mang tiếng trai đẹp mà thua quyển sách là sao là sao cún ca chịu đâu hu hu phượng cô vô cùng ngạc nhiên tiểu thư nhà quan không phải đều yêu thích văn học sao đối với võ công sao lại có sự ham thích như thế này hơn nữa nhìn nàng như vậy tựa hồ như nàng đã đọc bí kíp võ công không ít vì thuật ngữ võ học có vẻ không làm khó nàng những thứ này thì thư thông thường đâu có nhắc đến hắn nghiêng người về phía nàng đầu chạm vào vai nàng mà nàng cũng không mảy may phát hiện dáng vẻ vẫn vô cùng tập trung. Trên người nàng, mùi vị vô cùng thanh đạm, không có chút gì là mùi son phấn, là mùi trời sinh đã có của nữ nhân thông thường, có thể kích khởi nhân hiểu được. Thấy nàng tập trung như thế, hắn liền liếc xem nàng đang đọc cái gì. Là nội công tâm pháp, dạy người ta tiểu chu thiên, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nàng xem không hiểu sao. Vì vậy hắn bèn hỏi nàng, huyệt này ở đâu? Nàng cũng không quay đầu lại, đưa tay chỉ về bên trái, là chỗ này. Nói xong lại tiếp tục đọc sách, dĩ nhiên không hề phát hiện khả năng câu dẫn của Phượng Huynh kém quá đê. Qua một hồi lâu, vãn thanh cảm giác có chỗ không ổn, nàng thường xuyên nhốt mình trong thư phòng đọc sách, song nhi thường hỏi nàng, nhưng nàng tập trung đọc sách không trả lời. Âm thanh vừa rồi, làm sao có thể là song nhi chứ? Lúc này quay đầu lại, thấy Phượng cô đang cười, nụ cười lộ ra vẻ nguy hiểm khó lường mặt biến thái thì có ti ti chỉ trong một tích tắc vãn thanh khôi phục sự tỉnh táo khẽ cười và nói tướng công đã tỉnh câu nói này cô cùng tự nhiên như những đôi vợ chồng bình thường nói chuyện người nào nhìn vào cũng có thể thấy được việc nàng giả bộ này ân phượng cô khẽ trả lời rồi sau đó lại hỏi đọc hiểu sao biết là hắn hỏi về bí kíp khinh công đang cầm nàng đáp trước kia thiếp có xem một ít sách về y dược đối với các huyệt vị trong người cũng biết một chút. Nghe nàng nói có xem qua sách y dược, hắn trái lại có chút ngạc nhiên, chỉ nghe nói thượng quan tiểu thư tài trí hơn người, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, không nghĩ tới còn biết cả y dược. Phượng cô nói với vẻ tự nhiên thật lòng, không nghe ra chút ý tứ diễu cợt nào, vãn thanh có điểm hiểu không rõ ràng, hắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chợt thay đổi giống người bình thường, chẳng những mời nàng cùng hắn ngồi một xe, lại còn thản nhiên cùng nàng nói chuyện, không có vẻ gì là cao ngạo lạnh lung luôn tự cho mình đúng của trước đây. Chỉ nghe thiên hạ nói lòng giả đàn bà không thể hiểu, nàng bỗng cảm giác được, nam tử này cũng vô cùng khó hiểu, hay là do hắn quá đẹp, gần như nữ tử, cho nên mới có sự khó hiểu này. Nghĩ đến đó nàng không kiềm chế được bật cười. Phượng cô thấy nàng đột nhiên bật cười, liền hỏi, làm sao vậy? Không có gì, vãn thanh bị hắn hỏi, có cảm giác bị bắt quả tang, may mà hắn không có khả năng đọc ý nghĩ người khác, vãn thanh thầm đỏ mặt, nếu hắn biết nàng đang so sánh hắn với nữ tử, hắn không phá tan cái xe ngựa này mới là lạ. Thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, vãn thanh vội đổi đề tài, nếu chỉ đọc kinh thi sẽ rất dễ chán, cho nên thiếp có đọc qua các sách khác một chút. Phượng cô tất nhiên biết nàng cố ý đổi chủ đề, bất quá hắn cũng thập phần không còn hứng thú với đề tài cũ, không tra hỏi nàng nữa, lại hỏi tiếp, sao? Bình thường ngươi còn đọc sách gì nữa? Thư phòng của phụ thân sách không ít chút nào, mà thời gian trước, bình thường đều không có việc gì làm, nên gần như sách gì thiếp cũng đã xem qua. Lời của nàng thật không có phóng đại, nàng đúng là đã xem rất nhiều sách, kinh Phật, kỳ môn tuẫn giáp, giả sử thư, nàng đều đã xem. Bởi vì ở trong nhà thật sự rất nhàn rỗi, mà nàng lại không thích giống như tiểu thư khuê các la cả đường phố, cũng không thích nữ công, nàng chỉ thích cả ngày làm bạn với sách vãn thanh nói xong nhìn về phía phượng cô lại thấy hắn căn bản là không thèm để ý nàng lại giả vờ ngủ say trong lòng có điểm hoang mang hắn hỏi nàng trả lời hắn không thèm để ý còn bỏ qua rốt cuộc hắn muốn thế nào mới vừa lòng nàng bình thường vô cùng tốt tính nhưng gặp chuyện bực bội này không còn tâm trạng đọc sách vì vậy học hắn nhắm mắt đi ngủ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn